chứ. Mấy ngày nữa nó nở anh biết không? Thì bây giờ nó cứ nở lần nữa thôi. Thì em chọn cái màu muốn nở, tết nở rực ra thì như vậy là nó nở. Bao nhiêu một chậu anh? Chậu này 200. 200 luôn hả? Anh, hai chậu, em mua hai chậu. Mấy cái này gọi là cúc kim đúng không anh? Mâm xôi. À, cúc mâm xôi. Đẹp không? Anh nói 150 ngàn một chậu. Giờ cho nó tương đồng với nhau, nhìn cho nó tương đồng thế nào đều đều với nhau anh? Chưa. Bên đây 150,000. Mình có mua gì nữa à, nói xe nó chở luôn, xe lâu nó chở luôn. Ờ, quyết định mua hai chậu này đi. Anh nói là 150 ngàn một chậu đó, là hai chậu là 300 ngàn. Đó, anh chỉnh sửa lại cho em cho cái hoa nó nhìn tròn đều, nó chặt. Dạ, đây. Đừng có riết hoa quá nha anh. Nghĩa trang thành phố, nghĩa trang. Cái nhỏ đây 15, còn cái lớn trong kia chị? Cái lớn 100 gì? Cái lớn là 100, cái đây chậu đó là chậu đất hả? Năm chậu nhựa. À, chậu nhựa 100 á hả? Ô, cái chậu này nặng lắm. Em bên nhựa ổn mà. Ừ, chắc mua chậu nhỏ thôi, chậu này nặng lắm. Đúng rồi, do cái mộ của anh em nó nhẹ nhỏ, mua chậu cúc bên kia to rồi, giờ mình lấy chậu này thôi. Vậy rồi giờ anh ái đứng chỗ nào mà em đi mua thôi, bỏ lên đây để chở lên thêm. À, đứng chỗ nào anh ái chạy theo chi cho mệt. Satay, là đừng đi satay. Mấy ảnh vừa mới gieo hoa, giờ mấy ảnh chở lên trên mộ giùm cho hai vợ chồng đi xe máy nè. Không thể nào chở hết hoa lên được. Ba với mẹ ơi, tụi con mua hoa lên trang trí Tết cho ba với mẹ nè. Chút nữa đem qua cho anh trai hai bình hoa thọ. Cái bình sạch của mình đó, để là mình tưới nước nó chứa nước trong cái bình á, khỏi chảy ra mồ. Lồng mấy cái bình nè, đó. Đem bình sạch lên lồng để tưới nước vô đây. Giờ mình sắp xếp lại. Chưa xong anh, còn sắp xếp lại nữa mà. Thank you honey. Cảm ơn anh. Tết năm nay chúng con mang lên hoa tươi cho ba với mẹ. Hoa đây là hoa cúc mâm xôi. Đẹp quá cả nhà. Hoa cúc đây kêu cúc của Hàn Quốc. Đây hoa thọ. Cây đế vương. Oh,
mộ ba mẹ ấm cúng vào mấy ngày Tết rồi nè cả nhà ơi.